Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì Mạnh Phát mang ra hai mẫu xe 133 là hai dòng bán chạy nhất của Mạnh Phát thời gian hiện tại các bạn ạ. Mẫu đầu tiên mà mọi người quá quen thuộc bởi vì mẫu này đã ra đến bây giờ là hơn một năm nay rồi. Đó là mẫu đèn Super LED của Mạnh Phát. Mẫu này thì được cải tiến rất nhiều và giá thành thì đang được vô cùng ưu đãi so với các đơn vị khác đúng không? Hiện tại thì mẫu này đang được Mạnh Phát niêm yết với giá là chỉ có 7,2 triệu đúng không? 7,2 triệu là 3 vị trí toàn quốc nhá. Xe này hiện tại trong Sài Gòn và trong Tây Nguyên thì đang được bán với giá 8,9 triệu cơ. Đấy, nhưng Mạnh Phát thì chỉ bán cho các bạn với giá là 7,2 triệu thôi. Bởi vì ở ngoài Bắc thì giá mặt bằng chung về cơ bản như vậy. Tuy nhiên ở ngoài Hà Nội thì mà với các tỉnh phía Bắc thì các bạn mới bỏ ra 7,2 triệu các bạn chỉ mua được hàng nhựa rẻ thôi chứ không mua được hàng nhựa ABS nhé. Và nhựa ABS thế nào thì mọi người đã được nghe Mạnh Phát chia sẻ rất nhiều về dòng nhựa ABS này rồi đúng không ạ? Đây các bạn sẽ quan sát này. Đây. Sàn để chân cực kỳ dày dặn. Đấy, các bạn nhìn này. Nhựa xịn nó sẽ rất là dẻo và dày nhá. Đây hộp bình đây mọi người quan sát này. Đấy. Nhựa ABS thì đặc trưng của cái rè nhựa ABS nó sẽ như này nha mọi người nhá. Nhìn. Cái rè nó dày vô cùng luôn. Nó không phải là dạng mỏng teo đâu. Các bạn phải quan sát kỹ nhá. Đây này, anh ta sẽ quay gần này. Thứ nhất là nó có điểm G gần ở đây này. Đấy nó G như này. Còn cái rè nhựa đỉu nó mỏng teo luôn. Nó mỏng rất là mỏng nha mọi người nhá, không phải là hàng dày. Các bạn tháo ra các bạn sẽ biết cái rè này nó dày đến như nào. Đấy, cầm rất là nặng tay nhá. Hứa các bạn để các bạn phân biệt đây này, hay là sàn bên trong nữa này. Đây. Anh ta sẽ quay cho mọi người xem này. Nhựa ABS. Đấy. Tay sách đằng sau của Mạnh Phát là hàng tay sách bằng nhôm nha mọi người nhá. Chìa khóa là hàng mẫu đẹp nhá. Đây mọi người quan sát này. Sạc là sạc đăng kiểm, sạc cực kỳ xịn Tanaka này. Mọi người nhìn này. Đấy, sạc rất là xịn nhá. Xe này thì sẽ có màu đỏ và màu đen nha mọi người nhá. Màu đỏ, màu đen. Tại vì sao cái mẫu này lại được mọi người yêu chuộng đến vậy? Bởi vì là mẫu này Mạnh Phát gọi là mẫu Super LED, tức là cái đèn của nó rất là sáng nha mọi người nhá. Đây. Mẫu này thì được các bé học sinh và các bạn công nhân thì rất là ưa chuộng bởi vì là công nhân thì hay đi làm tăng ca mà thông thường 8 giờ 8 rưỡi mới về, trời khá là tối mà đặc biệt các khu công nghiệp thì hệ thống đèn đường ở trên cái đường mà vào trong phòng trọ thì khá là tối nên là mẫu này nó sẽ cực kỳ sáng, sáng hơn cả đèn xe máy luôn. Nếu mà thanh niên nào đi xe máy đá pha các bạn thì các bạn dùng đèn này chúng ta nháy lại còn sáng hơn cả đèn xe máy của mọi người luôn, của đối phương luôn nên là mình đi rất là yên tâm. Khi chúng ta mua xe chúng ta sẽ được tặng một cái giỏ sạc đầy đủ nhá. Xe thì có cả khóa từ điều khiển từ xa đầy đủ hết nhá mọi người nhá. Đấy. Mạnh Phát nhắc lại nhá, con này có hai màu đỏ và màu đen. Đây. Xe này được Mạnh Phát phân phối với giá là 7,2 triệu nhá mọi người nhá. 7,2 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc nhá mọi người nhá. Còn con bên cạnh là con mẫu mới nhất mà năm nay mới có nhá mọi người nhá. Mẫu năm nay mới có, rất là chất. Đây mọi người nhìn đi ạ. Và con này tại vì sao Mạnh Phát lại lấy cái màu này ra? Con này là con tem xe màu đen nhưng mà tem xanh đang cực kỳ hot. Mẫu tem xanh này bây giờ chắc là hot hit nhất năm nay đấy ạ. Tem xanh, còn đây là tem đỏ đây nhá. Anh sẽ quay để cho mọi người nhìn tem đỏ đây. Tem đỏ đen. Tem xanh đen và tem đỏ đen này là hai màu tem đẹp nhất. Đây, tem đỏ đen. Đấy, mọi người nhìn chưa? Mẫu này thì linh kiện quá là chất rồi mọi người. Đây anh sẽ quay cho mọi người xem này, hệ thống này. Đèn bi cầu là đèn bi cầu đôi nhá, cực kỳ sáng. Tất nhiên ánh sáng con này thì nó sẽ kém con Super LED bởi con kia gọi là siêu sáng rồi, nhưng mà so với tất cả những dòng xe khác thì con này sáng hơn nhá. Mặt đồng hồ dạng đồng hồ điện tử này rất là đẹp. À, không biết quay lên có bị nháy không, hơi nháy. Mình sẽ chèn ảnh vào cho các bạn nhìn rõ hơn. À, đồ này rất chất này, xi nhan là dạng to bản và có cả giải LED định vị này. Rất là đẹp nhá. À, nhựa của con này là form nhựa hoàn toàn khác nhá mọi người nhá. Đây, anh kỹ thuật sẽ quay cho mọi người xem. Cái form nhựa con này đây mọi người nhìn này. Tức là cái form nhựa của nó là form nhựa đời mới và chỉ có năm nay mới có nhá. Đây form nhựa. Đây còn form nhựa truyền thống là như này. Không phải đời cũ nhưng nó gọi là truyền thống. Đây nó sẽ có hai nửa. Còn con này thì không. Con này thì không nhá mọi người nhá. Đấy rất là đẹp. Phản quang này. Đấy, ở đây nó cũng có nhựa ốp luôn và phần để chân. Giảm sóc là dòng cao cấp. Con này là thương hiệu cao cấp nhá, định vị ở phân khúc cao cấp của Mạnh Phát nha mọi người nhá. Cái đèn đít con này là Mạnh Phát thích nhất này. Đây anh ấy sẽ quay để cho mọi người nhìn cái đèn đít. Nó nhọn mà nó vát nhìn cảm giác cực kỳ chất lượng, cực kỳ nam, nó rất là cá tính ấy. Không phải nam tính, nó rất là cá tính luôn. Đây, tay sách nhọn nó rất là phù hợp này, các bạn nhìn được. Rè là rè nhựa siêu dẻo hai màng, rất là đẹp này. Phần này phải mắt biển này. Đấy, giảm sóc. Con này thì đang được Mạnh Phát bán cho các bạn với giá là 8,2 triệu bao ship toàn quốc nha mọi người nhé. Linh kiện quá chất luôn, đây cho mọi người xem. Đây, mọi người nhìn đây này. Đấy, IC này. IC là hàng đúc rất là cao cấp nhá. IC này nó đắt gấp đôi gấp ba lần IC kia luôn mọi người ạ. Chìa khóa tích hợp cả chống trộm luôn. Đấy, rất là sang trọng. Được chưa? Xe này thì có khá nhiều màu nhá. Màu đen, màu xanh và màu đỏ đó nhá mọi người nhá. Đây là màu xanh này.
màu xanh này cũng đang cực kỳ hot và rất nhiều người mua. Đấy, mọi người nhìn chưa? Mẫu này, hai mẫu này thì đều chạy động cơ ở 500W, khiển 500W nhé, chạy aqui là Yamoto 48V 12A cho quãng đường chạy là 40-50 cây một lần sạc nhé. Hai mẫu này đang là hai mẫu hot nhất, thì mọi người thích mẫu nào thì mọi người sẽ liên hệ với anh Phát nhé. Lại thích màu nào nữa, anh Phát đều hàng, tất cả hàng này đều có sẵn và có rất là nhiều. Ngoài cái mẫu này ra, anh Phát còn nhiều mẫu khác nữa. Nên mọi người có nhu cầu muốn mua hai dòng này hoặc những dòng khác thì có thể alo cho anh Phát qua số điện thoại là 085 993 4 số 1 ở cuối nhé. Mình nhắc lại này, 085 993 4 số 1 ở cuối nhé. Mọi người sẽ phải đặt cọc trước 1 triệu, sau đó Mạnh Phát sẽ gửi xe về tận nhà cho mọi người. Mọi người nhận xe và thanh toán nốt cho Mạnh Phát. Ok chưa? Số tài khoản thì Mạnh Phát đã để phần mô tả video, hoặc là mọi người sẽ scan trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo, Mạnh Phát sẽ gửi cho nhé. Đây, có rất nhiều màu, rất nhiều kiểu dáng xe nữa. Mọi người thích xe nào thì alo cho Mạnh Phát nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.